anh đã móc xong thân hai cái thân trước của áo. Bây giờ ta sẽ tiếp tục móc cái vạt áo của thằng sau. Các bạn móc vào chân móc kế tiếp. Các bạn lên 3 bính. Các bạn móc 2 mũi móc kép. Tiếp tục, các bạn móc 2 mũi móc kép cùng vào một chân móc. Tiếp theo là các bạn móc 6 mũi móc kép vào 6 chân móc kế tiếp. Tiếp theo các bạn móc 2 mũi móc kép cùng vào một chân móc. Cuối cùng các bạn móc 2 mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp. Tiếp tục, các bạn lên 3 bính. Để bắt đầu móc hàng thứ 9. Hàng thứ 9 các bạn móc toàn bộ là mũi móc kép. Cứ một chân móc là các bạn móc vào một mũi móc kép. Và ta móc hàng thứ 9, thứ 10, thứ 11 giống nhau. Ta đã móc xong phần thân áo, thân trước và thân sau. Tiếp tục, các bạn sẽ đi viền xung quanh toàn bộ của thân áo. Các bạn lên một bính và các bạn móc toàn bộ là mũi đơn. Đây, các bạn vô hai mũi đơn.
ta đã viền xong cái phần thân áo. Tiếp theo các bạn móc cái nẹp để gài nút áo. Đây là phần tà, các bạn sẽ bắt đầu từ đây. Cái một chân móc là các bạn móc một mũi đơn. Móc đến đây các bạn dừng lại, các bạn lợi nối và cắt chỉ. Tiếp theo ta sẽ móc tay áo. Bạn móc vào đây hai mũi móc kép. Tiếp tục vào đây hai mũi móc kép. Và còn lại các bạn sẽ móc 8 mũi móc kép vào 8 chân móc kế tiếp. Ta đã móc xong hàng thứ nhất của tay áo. Các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ nhất lại. Và hàng thứ nhất ta có tổng cộng là 12 mũi móc kép. Các bạn tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ hai. Và hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Các bạn cũng móc giống như nhau. Cứ một chân móc là các bạn móc một mũi móc kép. Ta móc tổng cộng là 12 mũi móc kép. Ta đã móc xong hàng thứ 5. Các bạn lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 6. Và 3 bính vừa gầy sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất. Các bạn tiếp tục móc 1 mũi móc kép vào cùng một chân móc của 3 bính ta vừa gầy. Và hàng thứ 6 ta móc tổng cộng là 13 mũi móc kép. Tiếp tục cứ một chân móc, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Ta móc xong hàng thứ 6, các bạn tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 7. Hàng thứ 7 có một chân móc và các bạn móc một mũi móc kép. Và ta móc tổng cộng là 13 mũi móc kép. Ta móc xong hàng thứ 7, các bạn tiếp tục lên một bính và ta sẽ đi viền tay áo. Cái một chân móc
Các bạn sẽ móc vào một mũi đơn. Ta đã hoàn thành xong áo bà ba, cổ, tim cho búp bê. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.